Nữa cả nhà, tao vô mánh cả nhà, ôm cả lóc luôn. Nó chết lỗ luôn. Nó cạn cái nó nhảy cứ. Thôi nữa cả nhà, tới công chuyện nữa. Này cũng ít, ồ cả nhà, nó không nhảy. Nước nó phèn quá. Hai con luôn cả nhà ơi, trời ơi, trời ơi, nó lắp cũng nhỏ. Ba con ba thứ cả nhà. Rồi, xin chào cả nhà luôn nha. Đang xem trên kênh của Nhớ Nguyễn Vlog nha. Nay mình cũng ta gửi thăm lời cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày nhiều sức khỏe nha, thành công trong cuộc sống. Chúc anh em đồng nghiệp có ngày săn bắt nhiều thành quả luôn nha. Hôm nay mình đi thăm luồng lợi cả nhà, luồng lợi này kỳ rồi mình thăm được 20 kg cả nhà. Bữa nay không biết sao đây. Giờ bữa hổm mình cuốn về mấy cái cả nhà, cuốn hết 4-5 cái rồi. 40 cái mà mình cuốn về 4-5 cái với mắt hai. Rồi, đầu tiên cả nhà ơi. Quá phèn. Dạng mẹ chứ. Trước nay nó hơi giật nữa nha. Giật lỗ luôn. Nó cạn cái nó nhảy hư cá hết trơn. Nó trời cá hết nè. Rồi. Thằng hai con đầu tiên cả nhà. Hư cá hết trơn. Trời ơi. Tiên hai con xuồng không cái theo cả nhà này nếu nó rộng kém nha, khô có lợi trên gan trên nó xuống. Rồi tới nữa cả nhà, tao vô mánh cả nhà, bốn cái lóc luôn. Nó bốn con luôn vô mánh cả nhà. Có anh Tài cả nhà ơi. Mình tắt máy cả nhà. Rồi mình chạy chỗ khác cả nhà ơi. Bắt bỏ vô cho để họ nhảy xong hết trơn mấy cá lóc này chứ không phải như mấy cá chê đâu cả nhà. Cạn nó nhảy hương cá hết trơn nha. Nó vừa mánh cái nhà hai cá sáu con à. Vừa mánh cái nhà xem thấy hay thích cho mình một like đăng ký kênh đi cả nhà. Kế theo cả nhà, cái này nó hỏi mình được hai cái lóc cả nhà, còn sống còn chết sáng mấy bờ nữa. Được khá lần nó đi. Thôi nữa cả nhà, tới công chuyện nữa. Này cũng ít. Giờ nó nặng cái bọc nó dính vô nước cả nhà, tưởng đâu vô mánh. Không nói cái bọc này vô nước cái nặng giờ không nói. Vô hai ba cái bọc luôn. Giờ nó nặng lên tưởng đâu là vô mánh rồi chứ.
Cái máy cá cả nhà, cá nó hơi nhỏ, bài ra lựa kiến về luộc xả luôn. Rồi tắt máy đi tiếp cả nhà, tiếp theo cả nhà, cái này chưa rồi không có cá nha, con ít chi rồi rồi hãy gạch lỗ cả nhà ơi, cả nhà chết luôn lỗ cá này. Rồi vô con Hugo cả nhà, nó không nhảy, nước nó phèn quá, hai con luôn cả nhà ơi, tàn rồi tàn không biết mấy con vô mánh cả nhà ơi. Nhà có gạch lỗ cỡ này nè, nó không nhảy, nhảy đi mẹ nó ơi. Cái này có nhảy cả nhà, dấu phóng nè, nó nhô lên nè, nhưng mà không biết mấy con á, đi bớt rồi, còn hai con luôn. Nó nước nó cạn quá, nó phèn, cá nó khờ, nó nhảy không nổi chứ. Cái này mà ấy là nhảy đi hết luôn. Lỗ cỡ này cá ăn ký cũng ra được. Buồn ghê luôn. Mà hên. Còn được hai con cũng đỡ cả nha. Cả nhà xem thứ hai cho một like cả nha. Đăng ký kênh cả nha. Nhà ơi là bà cậu còn cho ăn cả nhà ơi, chứ không thôi đã đi mẹ hết rồi. Gạch lỗ cỡ này nè. Nhà ơi bà cậu còn cho ăn. Cảm ơn bà cậu luôn. Rồi, tắt máy đi tiếp cả nhà. Tiếp theo cả nhà. Cái này được hổm. Sạch cây nó chết xình mấy cái chèn cả nhà. Gạt cho vô cỡ này luôn. Chê nữa cả nhà, chê lại kiến bốn cả lều kiến, hai bàn cá chê cá gô. Ba cái chê cá chỗ này hồi đó mà đặt đầu tiên nha cả nhà, mới cũng đặt đầu tiên luôn, một là 3 kg cái chê mà cá còn nói nái nái. Rồi tắt máy tiếp cả nhà, tiếp theo cả nhà, cái này hâm chung lại cái chê có lóc cả nhà, chê này chạy lần lần một hết cả nhà, hai cái lóc còn cả nhà. Thank you.
tắt máy đặt lại luôn cả nhà, lỡ giờ quá giờ giặt nó được. Tiếp theo cả nhà, cái này hôm chúng là cái gồm cả nhà, nhớ cây em ghê cá cả nhà, như cá gì bốn cái chê, hai trắng hai chì vàng, còn cái gồm nái cả nhà, cái gồm cái theo cả nhà, cái này cái nữa hết rồi cả nhà, này không được hai cái lóc nữa nha, hai cái lóc nhỏ ba con ba thứ cả nhà, còn chì vàng, còn chì trắng, còn chèn bầu. Trong này mà đặt cái tới hồi nãy hổm mà đặt 4-5 cái lần, 5-7 cái gì mà nước nó phèn quá, cá nó không có, mình cuốn về hết còn có 1 cái 1 cái nha. Đặt mình thấy không thấy cá chê, cá lóc gì thở dần, toàn mấy cá sặc không là thì nghi trong bụng rồi. Đặt ít về cuốn về luôn cả nhà ơi, kiếm chỗ khác đặt rồi tắt máy đi cả nhà ơi. Còn về tới nhà luôn cả nhà ơi, mình căng thử coi được nhiêu ký, mình đổ ra anh bì lại. Tám ký rưỡi cả nhà, còn là 7 ký rưỡi, 10 ký lô. Đổ quá cái thùng kia đi, mở đổ cái lửa. Đổ cái lóc nữa. Những con chết nữa bác nè. Con Hugo. Cái này cái chê cái nha. Rồi. Kết thúc clip đây cái nha. Nhà xem hay thích mình dùng like đăng ký kênh cái nha. Hẹn cả nhà clip tiếp theo cả nhà.